đèn dây quỳ niệm hương. Ây phương tịnh độ bạch liên khai, tịnh giả tùng tử vi thương lai, sơn tử thứ lai đô thị mộng bốc phao trần thế hưởng kim giai. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai, Nam Mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai. Thiên thân triệu thịnh, ngôn vọng lại lâm tan quyến hành tâm nhiệt hương. Phận đường bái thịnh hương qua, thịnh hương qua đăng triệu thịnh. Nam mô nhất tâm phụng thịnh, địa ngục dĩ không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì từ ai mẫn thủ trì tích trường, phóng hào quang kỳ nguyện hào quang nhi tiếp độ. Nếu độ hồn gì quá có dòng linh lão bà tánh tăng thị quá, nguyện sanh ớt dậu hưởng thọ thất thập thất tế, bản ư tăng số niên thập ngoạn nhị thập nhân mãn thời nhị chung. Vì nguyện dòng linh thừa tam bảo lực, lại đảo linh tiền họ tài hưởng thực, tịnh hóa văn kinh tốn thoát u minh siêu sanh tịnh độ. Hiểu tử kiền thiền trà châm sơ tùng, điểm trà lễ dông linh nhị bệnh thân giai quyền. Hương hoa thịnh hương hoa đăng triệu thịnh, Nam mô nhất tâm phụng thịnh, hộ ái thao thao nghiệp tự diêu, mẹ nhân bất tịnh bán thân hào kiếm sanh bất ba di đà niệm. Ổn tại nhân gian tấu nhân tao tam nhiệt danh hương, tam thân triệu thịnh, triệu thịnh hồn về quá có dòng linh tánh tăng thị quang, nguyện sanh ớt dậu hưởng thọ thất thập thất tế, vạn ư tăng số niên thập ngoạn nhị thập nhân mãn thời nhị chung. Vì nguyện dông linh thừa tam bảo lực, thần đẳng an dưỡng niệm tỏ trần lao, liễu sanh tử di ma đồ chứng niết bàn chi diệu, giữa sanh nghiệp trần lao tan chủ thượng hương cận đường bái thịnh. Hương hoa thịnh hương hoa đăng triệu thịnh, nam mô nhất tâm phụng thịnh,
lạc bàn giao chỗ y chánh trang nghiêm tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Cổ phẩm liên đại mong giải thoát đại từ đại bi. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nguyện thi từ lực. Thế mà triệu phụng gì quả có dòng linh tấn tăng thị quan yên sanh ức dậu. Phượng thọ thân thọm thân tế giảng ư thân số niên thập ngoạn dị thập nhật mệnh hồi dĩ chung. Nhi nguyện dòng linh thừa tam bảo lực. Hoàng đăng dưỡng hiểm tỏ trần lao. Lại đáo linh tiền họ tài hưởng thực tính pháp văn kinh. Tổng thơ ưu minh siêu sanh tịnh độ hiếu tử kiền thiền. Trà chấm nhị tuần. Điểm trà lễ dân linh nhị bái bên thân giai quy. Nhân bích đề hồ tô trượng thế. Quán vôi tô bạc lấy trần tâm phụ mẫu ơn tâm chung hộ biệt. Phụ tha nghĩa rộng giả phân ly. Nhân tình tỏ điểu đồng lâm túc đại hạn lai thời các thử vi. Cổ nghi thầy niệm chí ngọc phạn tự nhiên lai. Hiếu tử kiền thiền khởi thân hiến phạn. Sanh diễn ký tử diễn quy. Sanh tử nan kỳ ư đại hạn hiệp tất thủ ly tất tán. Ô bán mạc tại hồ. Đây bát cơm này. Đây bát cơm này nặng ướt mông. Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng. Đây tình còn động trong thương nhớ đây nghĩa sanh thành. Đây nghĩa tàu khang trả chưa sống. Cơm canh dưa muối trứng lòng thành. Bạn ơi những nghĩ tưởng trăng tròn đẹp mãi. Hoa nở chẳng tàn. Ánh bình minh chói rọi giữa nhân gian tình mẫu tử nồng nàn tươi thắm mai. Như than ơi số mạng vô thường đã đến lúc. Nhã từ nhau trong một phút ra đi. Đoạm dương đoạm dương qua lại tuy thường. Trong cái cảnh biệt ly đau lòng khó lắm. Sới cơm tay gấp đồ ăn quỳ dẫn ngang tráng. Dòng lên ơi quỳ dẫn ngang tráng hạnh hồng. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Khách trần chèo chống giữa mù khơi.
hèn ai ngượng gió ai xuôi gió, quanh quẩn cùng trong biển khổ thôi bóng quan âm đào hội dục. Đò tạo quá sao sớm lại đưa, mới thấy đó bỗng liền mất đó, mới mưa mai sao lại vội nắng chiều. Trời mới rạng trách trời sao vội tối, cả con nhận nhớ đến 9 tháng cô mang thì ơn của mẹ 3 năm bồng ẩm. 3 năm bồng ẩm lại nhớ ơn cha, ơn dưỡng dục các con chưa đền trả, nghĩa sanh thành muôn kiếp khó đáp đền. Vọng linh ơi, ta bà là nơi chỗ tựa nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Biến thật biến hỷ cho ngôn cẩn đương triển phản. Nam mô tác hạ đất thang đa và lộ di đế. Nam tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô tác hạ đất thang đa và lộ di đế. Nam tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô tô rô bà giá. Hắn là nga đa gia đất liệt hắn tô rô tô rô bạc ra tô rô ta bà hắn ngang nặng tam bà bà thiệt nhất ra hồng. Yếu tử kiện hèn trà chấm tam tùng điểm trà lẽ dòng linh nhị bái bên hận giai quỳ. Môn siêu lạc quốc nghiệp dứt ta bà, hẹn vàng dính phẩm nở qua dứt bao thân Phật A Di Đà thọ ký. Từ thời Việt Nam quốc Bình Dương tỉnh Thuận An thành phố, An Thạnh phường Thạnh Lộc khu phố cư gia hiệu số 78 trên 3 Hiện Tiền. Hạng môn hiếu quyến hiếu nam võ văn minh ai nữ võ thị thà, võ thị quá võ thị tiết dâu tức phạm thị thi, mẹ tế bùi văn thi trương công định, nội tôn võ nguyễn ngọc hải võ văn dương, võ thị ngọc võ nguyễn ngọc dung võ thị ngọc loan, võ phạm ngọc quỳnh ngoại tôn võ phương linh, võ thị kim xuyến võ quốc bảo võ minh toàn võ văn điền, võ hoàng gia uy bùi thị yến nhi bùi thị yến linh, Hồi Minh Quân Trương Tấn Kiệt hiệp toàn thể tam môn hiếu quyến, nam nữ tử tôn hôn tá nội ngoại đại thiệu chúng đang cung đối an thiền. Hiện là cùng tiếng hồn gì quá có dòng linh tánh tăng thị qua, hiện ra nớt dậu ứng thọ tất hợp phát ra dạng ư tâm số niên hợp hòa. Nghệ thập nhật mệnh thời nhi chung di nguyện dông linh thừa tam bảo lực, lại đảo linh tiền họ tài hưởng thực, hình quá phòng kinh tôn quán ô minh siêu sanh tịnh độ. Hiểu tử kiền thiền trà chấm chung tuần bảo mạng, để mà trả lễ dòng linh tất tử